Cộng đồng người Việt Detroit xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Cảm ơn Anh, người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 7 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2014 để cùng chia sẻ và vinh danh các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ một phần thân thể của mình trong cuộc chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam được tự do dân chủ tại Bellagio số 4100X14 Mall Road, Warren, Michigan với sự góp mặt của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn cùng nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và Tường Vì. Mọi chi tiết đóng góp xin liên lạc Trần Định 313-574-9050 hay Nhị Đào 586-945-9281.